nhóm tội phạm liên quan đến băng nhóm đòi nợ thuê gần 1.000 tỷ đồng, trong đó có các đối tượng nấp bóng công ty luật tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị công an tỉnh Tiền Giang khởi tố và bắt tạm giam vào sáng nay 23 tháng 2. Qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố bằng nhiều phương thức đe dọa giết vợ con người thân, thậm chí đem quan tài, bình ga để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ xảy ra ở Tiền Giang và nhiều địa phương trong cả nước. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, dưới sự phối hợp hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt tại đường Lê Văn Huân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, công an thu giữ 233 CPU máy tính bàn, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản, triệu tập làm việc 133 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động nấp bóng công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu. Trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để cho nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố với hoa hồng từ 25 đến 35% trên tổng số tiền thu được.